Khi kết thúc trải nghiệm thôi miên, người tham gia sẽ đạt được những góc nhìn vô cùng mới về tâm trí của họ. Họ sẽ được hiểu rất rõ rằng những gì họ được thấy, những gì họ ngửi được, những gì họ có thể tiếp nhận được qua giác quan của họ hoàn toàn là hình ảnh ở trong tưởng tượng của tâm trí của họ. Khi tâm trí của họ đủ mạnh mẽ, các hình ảnh tưởng tượng khác nhau có thể khiến cho tâm trí của họ nhìn ra những thứ khác nhau, thậm chí biến loạn về mặt thị giác, thính giác hay là cảm giác. Các hình ảnh phi thực ở trong trạng thái thôi miên, mặc dù chúng ta sử dụng từ là tâm trí của chúng ta tưởng tượng ra những điều đó, cần phải hiểu rõ ràng và rạch ròi với nhau là tâm trí của chúng ta không hề phân biệt được đâu là hình ảnh tưởng tượng và đâu là hình ảnh thực tế nếu nó đủ chân thực. Mình tin sau khi xem xong các bạn sẽ bị giật mình đúng không? Tuy nhiên rõ ràng là chẳng có cái gì gây hại được cho các bạn cả. Cái hình ảnh đó hoàn toàn nằm ở trong chiếc điện thoại của các bạn hoặc ở trong chiếc máy tính mà các bạn đang theo dõi. Tức là nó hoàn toàn không gây hại được cho bạn. Vậy tại sao bạn lại bị giật mình? Chẳng phải là hình ảnh tưởng tượng đó đã quá chân thực so với não bộ của bạn? Chính vì vậy, não bộ hay tâm trí của bạn nghĩ rằng cái hình ảnh đó hoàn toàn có khả năng gây hại với bạn. Chính vì thế bạn mới giật mình đúng không? Vì vậy, mặc dù là dùng từ tưởng tượng, tuy nhiên ở trong trạng thái thôi miên, các hình ảnh tưởng tượng nêu trên lại vô cùng thực. Tức là nếu ở trong thôi miên bạn nhìn thấy một con khủng long ở trước mặt của bạn hay nhìn thấy một ai đó ở trong trạng thái thôi miên thì những hình ảnh đó vô cùng chân thực đối với bạn, và có thể nói bạn hoàn toàn không có khả năng phân biệt hai điều này.